Các quốc gia từng đi xâm lược Việt Nam đều là những đất nước không chỉ có nền kinh tế phát triển, tiềm lực quân sự lớn mạnh top đầu thế giới. Thế nhưng, tất cả phải cúi đầu trước những món vũ khí tự chế cực đỉnh của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là một quốc gia khó xâm lược bậc nhất thế giới. 6 vũ khí mạnh nhất Việt Nam tự sản xuất khiến thế giới phải khiếp sợ. Vũ khí ẩn nấp và ngụy trang. Vũ khí ẩn nấp và ngụy trang made in Việt Nam khiến truyền thông Nga và Trung Quốc phải kinh ngạc chính là các loại vũ khí bơm hơi do Việt Nam tự thiết kế và sản xuất với các tính năng không hề thua kém các sản phẩm của nước ngoài. Theo đó, hiện tại nhà máy Z176, Tổng cục Công nghệ Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi mô phỏng vũ khí, khí tài, trang thiết bị hiện đại có trong biên chế quân sự của nước ta hiện nay. Trong đó có thể kể tới xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1, tiêm kích đa năng Su-30 MK-2. Từ năm 2017, nhà máy Z176 cũng đã chế tạo thành công khí tài ngụy trang mô phỏng tiêm kích Su-30. Theo một trang quân sự uy tín ở Trung Quốc cho biết, việc sử dụng vũ khí ngụy trang là rất phổ biến trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù và giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường. Đồng thời, còn đánh lừa được chính xác tình báo của đối thủ và che giấu mục đích chiến lược thực sự. Trang quân sự này còn nhận định, ở điểm này, Việt Nam đang làm rất tốt. Trong khi đó, một tờ quân sự của Nga lại tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống ngụy trang bằng cao su có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của Nga. Tờ báo Nga còn cho biết, trong chiến tranh hiện đại, với các loại vũ khí bơm hơi này, lực lượng được trang bị có thể nâng cao khả năng sống còn cho các hệ thống vũ khí trang bị thật. Đối phương sẽ tiêu diệt các mục tiêu giả và nghiễm nhiên sẽ tiêu hao thời gian quý báu để tiêu diệt các mục tiêu thật. Bên cạnh đó, vũ khí bơm hơi được làm bằng vật liệu đặc biệt, rất khó để có thể phân biệt chúng với vũ khí thật bằng mắt thường trong vòng 100m. Thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ sóng radar như thật nhằm đánh lừa công nghệ trinh sát công nghệ cao. Và tiếp theo cũng là một loại vũ khí lợi hại được người Việt Nam sản xuất khiến thế giới phải gật gù công nhận. Tàu chiến hạm 381. Vâng, xin giới thiệu với các bạn tàu chiến hạm 381, tàu tên lửa duy nhất được sản xuất theo lớp BPS-500. Lớp tàu tuần tra mang tên lửa diệt hạm đầu tiên do Việt Nam tự đóng trong nước. Tàu có các bề mặt góc cạnh được hạn chế tối đa nhằm giảm diện tích phản xạ radar. So với những tàu chiến cùng thời, tàu 381 có thể coi là tiên tiến, hiện đại vượt bậc. Dù có kích thước nhỏ, nhưng trang bị điện tử và hệ thống hỏa lực của tàu 381 rất ấn tượng. Hệ thống điện tử trên tàu có radar, đa năng trinh sát mục tiêu trên không và trên biển, có tầm trinh sát hơn 100 km. Radar cũng có thể theo dõi 15 mục tiêu cùng lúc, bám từ 3 đến 5 mục tiêu. Ngoài ra, tàu còn có các hệ thống radar điều khiển hỏa lực pháo và hỏa lực tên lửa cùng hệ thống thông tin liên lạc. Tàu trang bị pháo hải quân AK-176, 8 tên lửa hành trình chống tàu Urane, tầm bắn 130 km, 2 ụ pháo phòng không cao tốc AK-630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và 2 đại liên 12,7mm. Hiện nay, tàu 381 thuộc trang bị của Hải đội 412, Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân. Với sức cơ động cao, hỏa lực mạnh cùng khả năng tàng hình tốt, tàu 381 có nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng với các lực lượng tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Súng bộ binh tiên tiến. Trong các loại vũ khí được liệt vào hàng tối quan trọng thì chắc chắn không thể nào thiếu súng được rồi đúng không nào? Một trong những yếu tố làm nên điều thần kỳ của công nghiệp quốc phòng nước ta đó là thông qua hợp tác quốc phòng với Israel. Lần đầu tiên Việt Nam có được một dây chuyền sản xuất súng bộ binh tiên tiến, có tính đồng bộ và tự động hóa cao tại nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Dây chuyền hiện đại bậc nhất thế giới này chẳng những sản xuất được những dòng súng mới theo thiết kế của Israel, mà còn cho phép công nghiệp quốc phòng Việt Nam đặt những nền tảng đầu tiên cho việc phát triển các dòng súng bộ binh thế hệ mới của riêng mình. Trên cơ sở công nghệ mới nhất được chuyển giao đồng bộ từ A tới Z, chúng ta có thể thỏa sức nghiên cứu và chế tạo nhiều dòng súng made in Việt Nam khác nhau, đáp ứng yêu cầu đặc thù về địa hình, khí hậu và thể trạng người lính cũng như nghệ thuật quân sự Việt Nam. Và chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Z111 đã cho ra đời GK1 và GK3 là hai mẫu súng made in Việt Nam có đẳng cấp thế giới đầu tiên và hoàn toàn do người Việt Nam tự thiết kế, chế tạo. Cả GK1 và GK3
đều được phát triển dựa trên sự kế thừa những ưu điểm của hai dòng súng trường tấn công Gali ACE-32 và súng tiểu liên AK. Đây cũng là điểm khiến cho hai mẫu súng trên trở nên đặc biệt khi các kỹ sư quân sự Việt Nam khéo léo kết hợp hai vũ khí hàng đầu thế giới là Nga và Israel vào trong một thiết kế duy nhất. Chưa dừng lại ở đó, mẫu súng mới không chỉ đáp ứng được các yêu cầu kỹ chiến thuật của một mẫu súng trường tấn công hiện đại mà còn phù hợp với địa hình và khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam. Có thể nhiều bạn chưa biết, chế tạo vũ khí bộ binh là nền tảng cơ bản nhất của bất cứ ngành công nghiệp quốc phòng nào trên thế giới. Thế nhưng, không phải quốc gia nào cũng sở hữu khả năng tự thiết kế và chế tạo các loại súng bộ binh, bởi năng lực này chỉ có ở một số cường quốc quân sự. Việc Việt Nam chúng ta có thể thiết kế và chế tạo gần như toàn bộ các mẫu súng bộ binh lẫn đạn dược đi kèm, phục vụ tốt nhu cầu trong nước, thậm chí là cho việc xuất khẩu, đã chứng minh được năng lực cũng như sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua là nhanh và mạnh tới mức nào. Tàu pháo. Ở vị trí thứ tư, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng kiệt tác tàu pháo TT-400TP do chính bàn tay các pháp sư Việt Nam nhào nặn lên. TT-400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với 4 nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch, bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng rà quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Tàu có trọng tải choán nước là 480 tấn khi toàn tải. Chiều dài dài nhất là 44,16 m. Chiều rộng rộng nhất là 9,16 m. Mớ nước 2,7 m. Tốc độ tối đa là 32 hải lý trên giờ. Tầm hoạt động là 2.500 hải lý khi tàu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý trên giờ. Tàu hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, cấp 10 và sóng cấp 8. Về vũ trang, tàu được trang bị pháo hạm một nòng tự động kiểu tháp pháo AK-176M. Cơ số đạn pháo đầy đủ là 316 viên. Pháo AK-176M có thể tùy chỉnh tốc độ bắn 30, 60 hoặc 120 viên trên 1 phút để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Tầm bắn hiệu quả là 10 km. Tầm bắn tối đa đạt 15 km. AK-176M được điều khiển bởi radar điều khiển hỏa lực MR-12302 và được hỗ trợ bằng hệ thống quang học và định tầm laser, cho phép ngắm bắn mục tiêu hiệu quả và chính xác hơn, có thể hạ được mục tiêu bay cỡ nhỏ như tên lửa hành trình, tên lửa chống tăng. Trên boang phía đuôi tàu được trang bị một pháo tự động 6 nòng 30mm AK-630, có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không. Pháo phòng không AK-630M có khả năng tạo một màn đạn với tốc độ 5.000 viên trên 1 phút. Ngoài ra, tàu còn được trang bị súng máy phòng không 14,5mm và hai cơ cấu giá phóng tên lửa phòng không với mỗi cơ cấu lắp được 4 quả tên lửa. Quá là ghê gớm. Top 1 đọc mà nổi hết cả da gà luôn. Không ngờ Việt Nam chúng ta có thể cho ra đời loại vũ khí lợi hại đến vậy. Bạn nào có chung cảm nhận thì hãy comment xuống bên dưới cho top 1 chúng mình biết với nhé. Hỏa thần diệt tăng RPG-29. Sẽ thật thiếu sót nếu như trong danh sách ngày hôm nay, những loại vũ khí mạnh nhất do Việt Nam chúng ta tự sản xuất không có ứng cử viên sáng giá, đó chính là hỏa thần diệt tăng RPG-29. Được biết, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này trong khoảng 5 năm trở lại đây. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7. Ra đời để thay thế cho RPG-7 và RPG-16. Súng chống tăng RPG-29 Vampire do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Súng khá phổ biến trên thế giới, sử dụng đạn PG-29 có khả năng chọc thủng các vỏ xe bọc thép của mọi xe tăng, xe thiết giáp. Trọng lượng khi có đạn khoảng 18,8 kg. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ 2 tới 3 người. Súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn gồm đạn xuyên giáp liều đúp PG-29V và đạn nhiệt áp TPG-29V. Trong đó, đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm hai đầu đạn. Đạn lõm phía trước cỡ 64mm, chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm, xuyên giáp chính của xe.
Vì thế hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu như chúng bị tấn công. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí, việc loại vũ khí này rơi vào tay của phiến quân Syria khiến Nga và cả Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1A2, Abrams của Mỹ lẫn T-90A của Nga. Độ cơ động cao, dễ sử dụng, lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng khiến cho RPG-29 tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt cả vua tăng Merkava MK4 của Israel. Chỉ chừng ấy thôi, chắc hẳn đã giúp các bạn hiểu được sức mạnh và độ đáng gờm của hỏa thần diệt tăng RPG-29 rồi đúng không? Có bạn nào dành về vũ khí thì hãy vào xác nhận hộ top 1 chúng mình nhé! Và tiếp theo cũng là một cái tên đáng gờm và khá là khó tin khi Việt Nam chúng ta lại có thể chế tạo ra. Hãy cùng xem đó là món vũ khí gì và nó lợi hại ra sao nhé! Tên lửa chống hạm KCT-15. Xưa nay, nhắc đến việc chế tạo tên lửa, chúng ta thường nghĩ đến những cường quốc như là Nga, Triều Tiên, Israel. Việc Việt Nam có thể chế tạo thành công tên lửa có lẽ là điều hơi khó tin với nhiều bạn. Tuy nhiên, nó lại là sự thật. Tên lửa chống hạm KCT-15 Made in Việt Nam ra đời, áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE và được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định còn mạnh hơn nguyên bản 3M24 của Nga. Điểm đáng chú ý của biến thể Uran-UE là nhờ được trang bị động cơ mới, bổ sung cơ chế dẫn đường bằng cách tham chiếu qua vệ tinh cũng như tối ưu hóa quỹ đạo bay. Nên mặc dù kích thước tên lửa và đầu đạn không đổi, nhưng tầm bắn của Uran-UE đã tăng lên tới 260 km. Dự tính Việt Nam sẽ tự sản xuất với số lượng lớn tên lửa chống hạm KCT-15, bao gồm cả 3 biến thể: phóng từ tàu mặt nước, phóng từ trên không và phóng từ đất liền. Sự bổ trợ số lượng lớn vũ khí tối tân trên sẽ giúp năng lượng phòng thủ của chúng ta phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền trong tình hình mới. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những loại vũ khí tự chế của Việt Nam khiến cho quân đội các nước lớn phải khiếp sợ. Xem xong mà tôi một chúng mình chỉ biết thốt lên: nhỏ bé nhưng có võ là có thật. Trong những loại vũ khí vừa kể trên, không biết là các bạn có biết tới loại vũ khí nào khác lợi hại hơn hay không? Nếu có thì nhớ comment xuống bên dưới cho mọi người cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này của Top 1 chúng mình thì đừng quên ủng hộ bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!